Chào các bạn đến với video bonus ngày hôm nay. Video bonus ngày hôm nay của mình với chủ đề đấy chính là trời tự nhiên quên ngang luôn á. Quên ngang luôn tên chủ đề luôn á. Video bonus của mình với chủ đề đấy chính là vũ trụ nói về điều sắp tới sẽ xảy ra. Ok, chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn, 1 2 3. Mỗi một tụ bài này thì nó cũng sẽ chỉ có 2 lá bài thôi. Rồi. Các bạn lựa chọn đi. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 nha. Rồi, với những bạn chọn số 1 thì cái lá bài mà các bạn lựa chọn là lá bài bạn sẽ kiểu ngạc nhiên á. Thì vũ trụ nói về điều mà sẽ xảy ra tiếp theo trong cuộc sống của các bạn thì mình thấy là bạn sẽ có một cái điều gì đấy sẽ khiến bạn cảm thấy rất là ngạc nhiên. Và cái điều ngạc nhiên này nó liên quan đến một món quà. Cho nên nhiều khả năng sắp tới đây bạn sẽ nhận được một món quà nào đó từ ai đó, từ người nào đó. Thì mình không biết món quà đấy giá trị ra sao và nó đem đến cái ý nghĩa gì, thì cái đấy mình cũng không biết luôn. Nhưng mà dẫu sao thì đây cũng là một cái niềm vui. Bởi vì khi mà nó diễn ra thì các bạn cũng rất là ngạc nhiên về cái vấn đề này, về cái chuyện này. Là ồ, tự dưng lại cái người này lại tặng cho mình món quà. Mà mình cũng tò mò không biết món quà này là món quà gì. Đó, cho nên phải mở ra để xem là cái món quà này món quà gì. Nhưng mình có cảm nhận đây sẽ là một món quà khá là có giá trị đấy nhá. Khá là có giá trị đấy. Cũng có thể nó đến từ người mà bạn yêu, nó đến từ ai đó, người bạn hoặc là một ai đó bất ngờ ha. Rồi, thì đấy là số 1, đến với số 2, ngắn gọn thôi. Với những bạn chọn số 2 á, thì mình thấy như sau, các bạn có lá wedding. Và lá bài này thì mình thấy là sắp tới đây có thể các bạn sẽ tham dự một cái đám cưới nào đó trong giai đoạn tiếp theo. Và mình thấy là ở trong cái đám cưới đấy thì bạn cảm nhận được rất là nhiều niềm vui, rất là nhiều thứ vui vẻ ở trong cái đám cưới đó. Và giống như là bạn nhìn mọi thứ với một cái ánh mắt của tình yêu thương ấy. Bạn sẽ thấy mọi thứ rất là dễ thương, rất là lãng mạn, rất là đáng yêu, rất là cảm động ở trong cái đám cưới đó. Mình không biết là ai là người cưới ở đây, nhưng mà mình thấy là để có thể tác động được đến bạn thì có vẻ là cái đám cưới này nó cũng sẽ hơi đặc biệt một chút. Có thể là đến từ những cái đám cưới nó mang tính đặc biệt ấy. Ví dụ như là bạn biết về hoàn cảnh của người đó, của cái người bạn đó đấy, của bạn chẳng hạn. Đấy, và khi mà diễn ra cái đám cưới thì bạn cảm thấy hạnh phúc và vui thay cho cái người đấy luôn. Bên cạnh đó thì đây cũng có thể là một cái đám cưới mà của một cái người nào đó rất là thân với bạn. Rất là thân với bạn, có ý nghĩa với bạn. Ha, ví dụ như bạn thân, người thân trong gia đình hay là ai đó, hoặc là bạn là người chứng kiến cái chuyện tình yêu của họ sau rất là nhiều những cái khó khăn, những cái thăng trầm, những cái vất vả, thì cuối cùng là họ cũng đã tìm được đến với nhau, họ cũng đã hạnh phúc với nhau, họ đã có một cái kết đẹp. Đấy, thì mình thấy là khi mà bạn nhìn mọi thứ trong cái đám cưới này, và cái đám cưới này nó mang lại rất là nhiều những cái cảm xúc tích cực, vui vẻ cho bạn, cảm động này. Đó, nên là bạn khi mà bạn đi dự về xong á, thì mình thấy là bạn kiểu tự nhiên là bạn cảm thấy kiểu có niềm tin hơn vào tình yêu và những thứ đang diễn ra xung quanh, và cảm thấy mọi thứ rất là tuyệt vời. Đó. Ok. Số đây là số 2 nhá. Chúng ta đến với số 3. Với số 3 ở đây thì các bạn có một lá bài liên quan đến một cái tin nhắn. Thì thời điểm sắp tới đây có thể các bạn sẽ nhận được thư từ, tin nhắn, hoặc là một cái email, hoặc là một cái thư từ nào đó sẽ được đem đến với bạn nha. Đó, thì mình không rõ thư từ, tin nhắn, email này nó là cái gì, nhưng mà có thể khi mà bạn nhận được ý, thì bắt đầu bạn ồ lên, và bạn chợt nhận ra một điều là à, có lý do sâu xa tại sao, cho nên là vì sao mọi thứ nó diễn ra như vậy. Đó, mình lấy ví dụ nhá. Có thể lúc giai đoạn trước bạn định làm cái A, nhưng mà mọi thứ nó lại không suôn sẻ để bạn làm cái A, nên bạn buộc phải dừng lại. Và cuối cùng cái lá thư này nó tới, nó chính là cái B. Đấy, và rất là may là bởi vì các bạn đã không làm cái A, cho nên là cái B này nó mới tới, kiểu như thế. Cho nên là ở đây bạn sẽ nhận ra là một điều là à, có lý do sâu xa đằng sau những cái câu hỏi mà bạn đang tìm kiếm câu trả lời. Và từ từ dần dần á, nó sẽ được hé lộ trước mắt các bạn trong một cái khoảng thời gian nữa. Cho nên là cứ từ từ bình tĩnh mà cảm nhận, nhìn nhận nha. Những cái điều mà mình nói đây thì thật ra khi mà bình thường nghe thì cũng sẽ thấy nó hơi mơ hồ một chút.
Nhưng mà khi mà bạn ở trong cái tình huống đó, bạn sẽ thấy cái sự kỳ diệu của những cái sự sắp xếp này. Giống như là nó có một cái sự, một ai đó đã chủ động sắp xếp, mọi thứ nó rất là gọn gàng, đúng lúc và đúng chỗ ấy. Thì đấy là số 3 nhá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ like đăng ký kênh của mình nha. Bye.